Xin chào các bác nông dân thân mến. Hôm nay, mình muốn giới thiệu một sản phẩm mới cực kỳ hữu ích cho cây trồng, đó là TT BioBeca 0.SP. Đây là một loại thuốc tăng trưởng sinh học, giúp cây của các bác phát triển xanh tốt, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. TT BioBeca 0.SP là sản phẩm của công ty Đồng Tân Thành. Sản phẩm này được nghiên cứu kỹ lưỡng để cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Điều đặc biệt là TT BioBeca 0.SP giúp rễ cây phát triển mạnh, từ đó cây sẽ uống được nhiều nước và chất dinh dưỡng từ đất hơn. Cách dùng TT BioBeca 0.SP cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì, rồi xịt trực tiếp lên lá hoặc tưới vào gốc cây. Chỉ sau một thời gian ngắn là cây trồng sẽ có những thay đổi rõ rệt. Cây sẽ xanh tốt, khỏe mạnh và trồng trọi sâu bệnh tốt hơn hẳn. Không chỉ tốt cho cây trồng, TT BioBeca 0.SP còn rất an toàn với môi trường. Sản phẩm được làm từ các thành phần tự nhiên, không gây hại cho đất hay nguồn nước. Điều này cực kỳ quan trọng để bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của chúng ta. Vậy tại sao các bác nên chọn TT BioBeca 0.SP? Rất đơn giản, vì đây là một giải pháp hiệu quả và an toàn cho cây trồng. Sử dụng TT BioBeca 0.SP, các bác sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức chăm sóc mà vẫn đạt được năng suất cao hơn. Cảm ơn các bác đã lắng nghe. Nhớ ghé thăm trang web drplant.vn để tìm hiểu thêm về sản phẩm và các giải pháp nông nghiệp khác nhé. Chúc các bác một mùa vụ bội thu.